hôm đấy cô giáo sẽ đi Thái Lan. Đi Thái Lan. Có lịch trình Thái Lan trước rồi, cho nên là không hủy được nữa. Thì lần sẽ gặp cô giáo ở trong Sài Gòn sau. Thuốc hạ sốt. Hạ sốt được. Hạ sốt. Chị này cho chị nhắc mấy lần rồi. Không sao đâu. Lôi ăn phải nhìn vào đây cho các cô chú thấy ngon chứ. Ôi trời. Khàn khàn tiếng rồi cứ. Hai đau kim. Gặp thật lực. Hôm qua chơi với Đăng ấy. Xong rồi. Hết ngược lên. Mọi người ơi, khô bò nha, ăn siêu ngon luôn, không ngon không lấy tiền của mọi người luôn. Cái khô bò này mình bảo hành cho mọi người 90 ngày luôn. Trẻ con còn đang ăn được này mọi người này. Cay không Lôi? Cay. Hả? Cay không? Cay. Ơ nhìn được kìa. Cay không? Cay. À, để con ăn thì hơi cay một chút xíu nha mọi người. Đấy, hơi cay một chút xíu thôi, nhưng mà mọi người vắt chanh vào rồi thì nó bớt đi một chút xíu đấy. Mà khô bò thì phải có một chút xíu cay thì nó mới ngon được. Nó mà không cay thì lại không ngon được. Uống ít nước thôi, các cô các chú bảo uống ít nước thôi, đau hỏng đấy. Con này đang đau hỏng này. À, cái chị chủ quán bán cà phê ở đây khen ngon. Chốt được kèo gọi là sao? Nhà phân phối. Nhà phân phối ở ngay quán cà phê luôn rồi mọi người ơi. Ai? Nhà phân phối. Ai hả? Nhưng mà có nhiều người không ăn được hơn em nữa. Ừ thì kêu như thế. Em vẫn hơn ăn được chút xíu đúng không? Nhưng mà có nhiều người không ăn được. Chai xịt mũi thì có rồi nha mọi người ơi. Ơ chưa lên à? Uống đi tôi. Năm suất nữa mọi người ơi. Mãi thế nhở? Alo ạ. Mọi người ơi, năm suất nữa. Quay lôi đi, chị đang bán hàng. Chị bán xong rồi chị tắt dấu hàng rồi chị quay sau. Anh vứt đồ nhà không? Các mọi người ơi. Nhà cổng. Ai game thì liên hệ kết bạn đi. Có lẽ hôm nay tí nữa sẽ cho. Cho tôi ra nhà sách nha. Cho tôi ra nhà sách nha. Đi nhà sách đi chơi nha. Ok. Ok. Ok đi làm nhà sách. Ok. Rồi. Cho tôi ra nhà sách nha. Ok. Lôi về. Bây giờ Lôi phải bảo chủ hàng như nào để chủ hàng chờ đi thôi. Lôi phải như nào? Chồng gặp. Xin đi chú Hoàng lái xe mà. Bán tôi thì mới làm được 1 cân thịt bò khô. Nếu như mà anh mua ở đâu mà thịt bò khô mà rẻ thì chắc chắn đấy không phải là thịt bò tốt đấy. Nói chung là tiền nào cuốn đấy nha mọi người ơi. Cái này mọi người ơi, cái này nhà gì? Không, cái này không phải là có men toxic hay gì, đây là mình đang còn nói. Bò nhà làm thịt bò sợi Bà Liều nha mọi người, không chất bảo quản, không phẩm màu. Em nhắn tin cho Đức Anh bảo là ngày mai anh link like nhé. Ngày mai anh link like nhé. Bây giờ mình sao cả đi. Đi lát à? Đi. Đi nhà sách chị chơi nha. Dạ. Cô Lê về quen chờ đến nha để chú Hoàng đóng đồ cho okay. Quý á. Ông Quý. Đóng đồ để còn đi mua điện thoại cho mấy người làm cho chú Quý nữa. À anh ơi, anh Quý nhờ mua cho anh Quý 10 gói ngũ cốc. Ngũ cốc gì? Để uống cho bèo. Ôi giời. Ông Quý chỉ có để nhờ anh Quý anh Hòa sang. Anh Quý chỉ có mà bỏ sinh tố luống bạch đi thì mới béo lên được thôi. Quý giờ phải bơm thôi. Bơm à? Bơm thì tiêm bơm vào mới béo được. Đây mọi người ơi, bò này bò tươi, không phải là bò đông lạnh, cho nên là mọi người yên tâm cho em nha. Không chất bảo quản, không phẩm màu. Không có lọ bé, cái này chỉ có size to nhất thôi, 500g nửa ký nha mọi người. Mọi người cứ ăn về đi. Mình sẽ bảo hành cái bò khô sợi Bà Liều 90 ngày cho mọi người. Bảo hành 3 tháng cho mọi người luôn. Ăn xong rồi mọi người có thể cho em xin feedback nha. Cho em 5, nếu như ngon thì cho em xin 5 sao nha mọi người ơi.
cho Lôi bán đi chị ạ. Kìa, Lôi bán hàng cho cô Lệ đi. Nó không bán nữa, nó không biết bán. Ờ, Lôi không biết bán thì cô Lệ không đưa Lôi đi. À, cô Lệ không đi với Lôi đi chơi đâu. Thì chú Hoàng cho Lôi đi. Ờ, chú Hoàng á, chú Hoàng nghe cô Lệ. Chú Hoàng cũng không đi. Xong rồi. Ôi, bán hàng rồi. Ôi, không bán thì thôi. Chết rồi, thế thì tí nữa lại không được đi nhà sách rồi. Ôi, nói như thế là phải bóc lột trẻ em bán hàng. Bóc lột trẻ em bán hàng. Không phải đâu mọi người ơi, mình không bóc lột trẻ em bán hàng đâu nhá. Đây mọi người. Đây mọi người ơi. Ôi, alo. Hả? Nghe tí nữa chú chở đi nhá. Đúng nha. Cô bò, bà Liễu, cô bò sởi bà Liễu nha. Sẽ like cả hai. Đang muốn đi nhà sách. Ok, là ok nhá. Ờ, anh rồi. Thì like tầng 2, tầng 5. Đừng gào chào em. Mình hay treo trẻ con lắm. Thế chị lại bảo là anh nên like.